Hôm nay mời các bạn theo chân Hoàng đi Rạch Giá Kiên Giang nha. Thì có một thầy giáo đã chat với bên Hoàng và chat cụ thể là với anh Hiền á, là đã kiếm một cây đàn và thầy đã tin tưởng ủng hộ bên Hoàng, và bây giờ là Hoàng sẽ đi giao cây CLP 685 cho thầy ở Rạch Giá Kiên Giang. Cái cây này là Hoàng thay vì Hoàng đi gửi chành xe bên ngoài thì Hoàng sẽ quyết định là tự lái xe chở xuống luôn, coi như Hoàng đi du lịch Kiên Giang luôn. Rồi trước khi đi Hoàng cũng đàn để coi cho các bạn nghe nha. Cái này có chức năng trống à. Cây đàn này rất là xịn, thầy đã chốt cái cây đàn này thì cũng chúc mừng thầy, cây đàn này rất là xịn. Thôi bây giờ mình đi giao cho thầy nha. Thầy kể là ban đầu thầy dự định là mua cây CLP 745 đó chứ, nhưng bên Hoàng tư vấn là thầy lấy luôn cây 685 đi, em đang có cây 685 rất là đẹp, thì công lực của cái cây 685 này nó hơn hẳn so với cây 745, thành ra là thầy cũng tin tưởng, thầy chốt là cây 685. Chỉ đường đến Rạch Giá. Rồi bây giờ mình lại tiếp tục đi nha. Đi theo lối ra về hướng cầu Cao Lãnh. Thì hành trình để đi về tới Kiên Giang bây giờ nó cũng đơn giản hơn hồi xưa, là do là nó có nhiều cao tốc rồi, cộng với lại không có phải đi phà giống hồi xưa nữa, mà họ đã có cầu cầu rất là lớn. Thì băng qua hai con cầu, cầu lớn đầu tiên mà mình nhìn thấy trước mặt kìa, đó chính là cầu Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Băng qua con sông là con sông Mekong, thì trữ lượng nước của con sông Mekong này rất là lớn. Vì thế mà nếu như Campuchia họ tiến hành xây cái kênh đào là Phù Nam Techno thì Hoàng nghĩ là ảnh hưởng rất là lớn đến Việt Nam, đến cái miền Tây. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ băng qua cái cầu thứ hai lớn tương tự mà bắc qua con sông Hậu, đó chính là cầu Vàm Cống. Nếu mà các bạn trực tiếp lái xe thì các bạn sẽ cảm nhận được cái sự to lớn của cái cây cầu. Thực sự là đẹp lắm các bạn. Bây giờ thì chỉ còn khoảng độ 7 cây nữa thì Hoàng đã tới được nhà của thầy giáo rồi. Đó, hai bên nhà nhà cửa san sát rồi các bạn. Bây giờ là mình đã đi vào tới trung tâm của Rạch Giá rồi. Chuẩn bị tới nhà của thầy rồi nè. Các bạn xem clip thì chỉ có thấy 2-3 phút đúng không? Nhưng mà Hoàng lái tới 5 tiếng rồi các bạn. Hoàng tới nơi thì thấy thầy đã chờ sẵn từ trước đó rồi. Và cũng nhanh chóng để đặt cái đàn xuống cho con của thầy sử dụng. Thank you.
Kiên Giang. À, bây giờ Đàn đã có mặt tại Kiên Giang rồi các bạn ơi. Đã đặt vô trong không gian này. Xung quanh rất là nhiều đàn không các bạn ơi. Anh chủ chơi guitar này. Trước đó có organ này. Cây này hồi xưa là mua 35 40 triệu đó các bạn, organ này này. Đó. Vậy thì bây giờ đầu tư thêm cái cây này để có cái bàn phím piano. Phím piano thì nó khác cái organ, nó sẽ dày, nó sâu hơn, nó nặng hơn, thế nên mình phải làm quen lại. Rồi bây giờ mình cũng đang thử trong cái không gian này nhé. Nói ra mới biết đây là thầy hiệu trưởng đó các bạn. Thế nhưng mà thầy rất là giản dị, ân cần và nhẹ nhàng. Thầy nói là coi clip của Hoàng, thấy Hoàng cũng thiệt tình, thành ra là thầy mới lựa chọn sản phẩm của bên Hoàng. Và hôm nay rất là vinh dự được thầy dắt đi đến nhà hàng để mà thưởng thức hải sản ở địa phương này. Và thầy dành cả một buổi tối để mà trò chuyện với Hoàng. Và thầy cũng mời thêm một cái người bạn lâu năm của thầy ra. Thì khi mà nói chuyện ra mới biết là cả ba anh em đều học chung một trường, đó là trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh hồi xưa đó các bạn. Bây giờ là thuộc trường Đại học Sài Gòn rồi. Trong hình bên trái là thầy Vũ và ở giữa là thầy hiệu trưởng. Kết thúc buổi tiệc là thầy đâu có cho Hoàng trả tiền đâu các bạn. Thầy trả tiền hết trơn luôn. Cộng thêm là thầy trả luôn cả cái tiền ở khách sạn luôn các bạn. Rồi chu đáo hết sức luôn á. Thành ra khi ra về Hoàng mới nói thầy là: trời ơi, em bán đàn cho thầy là em có lời rồi mà thầy còn làm như vậy nữa, em ái ngại quá, em chuyển thang là em mắc nợ thầy rồi đó. Thành ra là thôi cái đàn này em không bảo hành cho thầy nữa đâu. Nhưng mà em chuyển qua chế độ là bảo kê nha. Mai mốt mà đàn có chuyện gì là em đổi luôn cây khác cho thầy. Rồi em xin cảm ơn hai thầy nha, rồi hẹn gặp lại hai thầy vào một cái dịp khác. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Hoàng. Nếu mà cần thì xin mời các bạn đến cửa hàng để xem. Cảm ơn các bạn nha, xin chào.